Chào anh em. Ngày hôm nay thì Tông Kinh mới về được một chiếc Hybiton Rheos. Đó, phiên bản mini second. Con này mình đánh giá khá là đẹp đây. Vừa nó mang cái tính chất là dress watch, cũng như là anh em có thể đeo kiểu dáng thể thao rất là khỏe khoắn. Đó, chiếc này thì bên mình mới về một em này tình trạng gần như là siêu lướt luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái phần dây ở bên sau của nó đây. Đó, nó còn rất là mới. Dây rất là trắng. Đó. Con này thì có mã model đó là H405150. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái mã của nó ở cái góc 12 giờ đây, 405150. Máy là sử dụng máy mới nhá, Hamilton H10. Con này mình về với một cái tình trạng là siêu mới và full box. Đó, đây là cái box travel case của em nó đây. Chiếc này thì rất là hữu hiệu để anh em có thể cho đồng hồ ở trong này. Đó, nó có thêm cái gối nó để vào như này nữa. Anh em kết hợp với việc khi mà đi du lịch hay là đi công tác ở đâu đấy thì anh em có thể cho đồng hồ vào trong cái travel case này thì nó sẽ được bảo vệ. Nó được bảo vệ rất là tránh va đập rất là tốt, rất là hữu hiệu. Đó, nó cũng phối tông màu cam luôn, đen cam. Nó giống như cái màu dial của cái chiếc Hamilton này. Đó. Con này thì thiết kế rất là đơn giản với 12 các cái cọc vạch. Chỉ giờ ở đây là các cái cọc tia. Đó, các cái cọc vạch ở bên cạnh đây thì nó có đánh số học trò để anh em có thể dễ quan sát. Đó, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Đó, dễ quan sát thôi. Một cái ô lịch ngày. Thế còn ở góc 8 giờ đây là cái kim dây. Anh em có thể nhìn thấy cái kim dây nó chuyển động khá là mượt. Máy H10 nhưng mà nó chuyển động rất là mượt. Con này thì mình đánh giá khá là gọn tay anh em ạ. Đó, mặc dù nhìn cái càng của nó trông dài này thôi, nhưng mà mình cảm giác như con này size nó chỉ tương đương khoảng 41. Vì thế là anh em là có cổ tay tầm khoảng 16 là có thể đeo được chiếc này rồi. Đây, ví dụ như cổ tay của mình là tay 16.5. Đó, tay 16.5. Anh em nào có cổ tay từ 16 trở lên là đeo khá là đẹp rồi. Con này về một cái tình trạng gần như là siêu mới. Cái case của nó thì là hoàn toàn là stainless steel, thép không gỉ. Đó, ở hai bên sườn này thì nó được phay mờ. Đó, sò rất là mịn anh em ạ. Phay xước nhưng mà sò rất là mịn. Thế còn ở cái vành benzen này thì nó được đánh bóng. Đó. Chiếc này thì mình về với một cái tình trạng siêu lướt. Hiện tại trong hãng thì nó đang phân phối con này khoảng gần 30 triệu, 27, 28 triệu gì đấy. Bên mình về chiếc này với cái tình trạng siêu lướt và full box thì mình đưa anh em là khoảng 10 triệu rưỡi. Anh em có nhu cầu thì có thể để tham khảo thêm cái ở trên website của tonkin24h.com. Đó, anh em sẽ chọn mục đồng hồ nam hoặc là dành cái danh mục của đồng hồ lướt. Anh em vào đó thì có thể chọn thêm được rất là nhiều các cái model đồng hồ khác và kiểm tra cái tình trạng hàng hóa nó còn hàng hay là nó hết. Ngoài ra thì anh em có thể add cái Zalo của mình theo cái số điện thoại đó là số 88 ở bên dưới góc phải của màn hình. Đó, để kiểm tra tình trạng hàng hóa còn hay không. Cũng như bên mình sẽ update rất là nhiều mẫu ở trên website cũng như Zalo. Vì thế là anh em sẽ kiểm tra cái tình trạng hàng hóa nó còn hay không nhá. Đó. Chiếc này lên có tay rất là mượt mà. Ok, tình trạng siêu mới, bộ dây da cá sấu, chỉ màu cam, nó mix cùng với cái tông sạch tông với cái ô kim dây đây, kim dây ở góc 8 giờ đây. Rất là khỏe khoắn, cũng như là anh em có thể đeo văn phòng các thứ đeo vẫn rất là thoải mái, vì con này nó cũng tương đối mỏng. Đấy, một thiết kế khỏe khoắn đến từ thương hiệu Hamilton của Mỹ, nhưng mà được sản xuất thì tại Swissmade. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái ô Swissmade đó ở góc dưới 6 giờ đây. Cái dòng Hamilton này thì độ bền của nó rất là cao. Mình đánh giá là trong cái dòng này gọi là entry level thì cái dòng mà để anh em tập chơi đồng hồ Thụy Sĩ thì con này là rất là đáng chơi đấy ạ. Ok nha, anh em có nhu cầu có thể
tham khảo tại website của tomkin24h.com. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh Tomkin Channel của bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.